Và nếu mà ai đoán được chính xác mã laptop mình đang test ở trong video ngày hôm nay là gì thì mình sẽ tặng các bạn một voucher giảm giá 500.000 khi bạn đi PC tại Human PC. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Long Man Startup. Và video ngày hôm nay mình sẽ đánh giá hiệu năng của một chiếc RTX 4090. Nhưng mà không phải con này đâu mọi người ạ. Nó là một chiếc 4090 trên laptop. Trời ơi, 4090 laptop là cái gì? Và đây là lần đầu tiên kênh Long Man Startup sẽ tiến hành đánh giá một sản phẩm mà không phải đến từ máy bàn mà là từ một chiếc laptop. Bắt đầu intro rồi. Từ từ đừng bắt đầu vội. Video này chỉ mang tính chất giải trí thôi mọi người nhé. Bởi là chúng ta biết thừa là 4090 laptop sẽ yếu hơn 4090 trên desktop rồi. Nên là video này mọi người xem cho vui nhé. Nếu mà mọi người cảm thấy hôm nay không được vui vẻ lắm thì tạm thời chưa xem video này vội. Hãy đợi nào vui thì mọi người xem video ủng hộ mình nhé. Và đây là lần đầu tiên một chiếc 4090 trên laptop. Nên là mình sẽ tạm thời chưa test hiệu năng nó vội mà phải giới thiệu qua một chút về phần thông số kỹ thuật của nó. Đấy. Và đây mình có thể chèn qua thông số kỹ thuật của một con 4090 trên laptop. Và mọi người thấy số dân CUDA nó ra vào khoảng là 10.000, gần 10.000 nhá. Và nếu là để so với một chiếc 4090 trên desktop thì nó có tận 16.000 CUDA. Như vậy là số dân CUDA là yếu hơn rất nhiều so với một chiếc máy bàn rồi. Một chiếc 4090 trên máy bàn. Và thứ hai là VRAM và băng thông thì con này chỉ có 16GB RAM và 256 bit thôi. Trong khi đó là 4090 trên máy bàn có đến tận 24GB RAM và 384 bit. Và thêm một thông tin khá là bất ngờ nữa mà mình tìm hiểu được về chiếc 4090 laptop này là nó có thông số tương đương so với một con 4080 16GB trên một chiếc máy bàn. Có thể hiểu nó luôn là con 4090 trên laptop nó là một con 4080 ở trên máy bàn nhưng mà được lắp vào một chiếc laptop. Tuy nhiên là nó sẽ con VRAM con này là GDDR6 thôi chứ không phải GDDR6X như là trên máy bàn. Và mình biết thêm một thông tin nữa, đó chính là con 4090 trên chiếc mẫu laptop này ăn lên 175W. Và trước khi vào bài test thì mình sẽ giới thiệu qua về cấu hình chiếc laptop này cho mọi người xem. À, các bạn biết tại sao mình lại không nói về chiếc laptop này là mã là gì không? Bởi vì anh khách mà mình mượn chiếc laptop này ấy, anh ấy bảo là thông tin bảo mật nên anh ấy sẽ không cho tiết lộ ở trong video là con laptop này là gì. Nhưng nếu mà ai đoán được mã của chiếc laptop này mình là gì không, chốc nữa các bạn xem hết có thể đoán được nó là mã laptop gì đấy. Và nếu mà ai đoán được chính xác mã laptop mình đang test ở trong video ngày hôm nay là gì thì mình sẽ tặng cho bạn một voucher giảm giá 500.000 khi bạn đi PC tại Huy Phòng PC đấy. Và các bạn kèm cái voucher này bất kỳ chương trình nào khác ở bên mình, nghĩa là các bạn đi PC bên mình luôn. Và cấu hình của chiếc laptop ngày hôm nay mình test đó chính là sử dụng i9 13980HX 24x32 luồng. Đấy. Về thông số thì con này cảm giác là có gì nó hao hao so với con i9 13900K ở trên máy bàn mà thì phải. Nhưng mà nó sẽ yếu hơn rất nhiều nhé, bởi vì điện nó không ăn được nhiều này. Main của nó sẽ không thể xịn bằng một chiếc main máy bàn. Và bộ quay này cũng dùng 32GB RAM và lại 32GB RAM DDR5 luôn mọi người nhé. Bớt 5600 luôn. Và không thể thiếu được của chúng ta đó chính là một chiếc 4090 trên laptop 16GB RAM. Và sau một đoạn giới thiệu dài dòng rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test hiệu năng thực tế của nó với các phần mềm render bằng GPU xem liệu là một con 4090 laptop nó sẽ hoạt động ra sao. Đầu tiên mình sẽ test nó Kevin test với con 4090 laptop này và mình sẽ preview nó trước. Và các bạn thấy được là FPS của con này so với con 4090 trên laptop và 4090 trên máy bàn nó sẽ ra sao. Nói chung khá là chênh lệch luôn, còn 4090 trên bàn ta ao trình khá là nhiều. Tiếp đến thì mình sẽ chuyển qua phần render và các bạn đợi một chút xem hai con này sẽ render mất bao lâu. Và sau một tháng render thì mình cũng không có gì bất ngờ với kết quả này lắm. 4090 trên laptop của chúng ta thì yếu hơn gần gấp đôi so với một chiếc 4090 trên máy bàn. Còn 4090 trên máy bàn thì render mất khoảng 4 phút, trong nó con 4090 trên laptop chúng ta render mất khoảng 7 phút. Về phần nhiệt độ thì con 4090 hoạt động trên chiếc laptop này khá là mát. Đấy. Tuy nhiên thì mình cảm thấy CPU nó hơi nóng, không hiểu tại sao. Có thể là do là chiếc laptop này thiết kế để ưu tiên tản nhiệt cho chiếc 4090 trên laptop này hơn. Tiếp đến mình sẽ chuyển qua phần DRAM render để test xem hiệu năng nó ra sao. Và chúng ta sẽ đợi một lát xem nó render mất bao lâu nhé. Mình vẫn sẽ để khoảng 8K như mỗi lần mình test thôi để cho nó đồng bộ biểu đồ.
Sau một thời gian render với D5 render thì mình thì các bạn ở trên đây có thể nhìn thấy rõ biểu đồ là con 4090 laptop này yếu hơn khoảng 50% so với một con 4090 trên máy bàn. Nói thì nó là chênh lệch khá nhiều, nhưng mà với tốc độ render này thì mình thật sự vẫn rất khá là hài lòng với một chiếc 4090 như laptop. Vì theo mình biết ấy, thì con laptop này có mức giá là hơn 100 triệu mà. Đến giờ làm gì có chuyện mua một laptop 100 triệu mà lại không làm mấy phần mềm này thì nó cũng hơi buồn cười. Tiếp đấy, phần mềm Lumion thì mình vẫn sẽ render nó với như mọi lần thôi. Nó render một video và khoảng là 526 frame và FPS là khoảng 25, độ phân giải là Full HD. Bảo mọi người đợi chờ một lát xem nó render sẽ mất bao lâu. Và sau một khoảng render, các bạn có thể thấy luôn là con 4090 trên laptop này render mất khoảng 31 phút đấy. Và nó vẫn, nói chung thì kết quả này thì mình thấy là khá là hài lòng với một con 4090 laptop như này. Tuy nhiên thì nó có thể, nó không mạnh bằng được so với một con 4090 trên máy bàn đâu. Nhưng mà như này mình thấy là khá là được rồi. Và tổng kết qua 3 phần mềm render real time kiến trúc như này thì mình thấy nói chung là đánh giá về con 4090 trên laptop này là nó mạnh hơn 3090 đấy. Tuy thì nó có thể không nhiều VRAM hơn so với là một con 3090 24GB thôi, nhưng mà nó lại với cái cộng suất tiêu thụ này, với cái lượng điện nó tiêu thụ này, với nhiên liệu tỏa ra như thế này thì mình thấy cảm thấy nó rất là ấn tượng đấy chứ. Và nếu mà các bạn thấy không, nó là một con như lưỡi đầu video mình đã nói, nó là một con 4080 ở trên cái bàn được lắp vào một chiếc laptop đúng không? Và nếu mà con này Nvidia không đặt tên nó là 4090 thì chúng ta chỉ so nó với 4080 thôi thì thực sự nó cũng không yếu hơn nhiều so với 4080, bởi vì 4080 trên máy bàn nó sẽ ăn điện vào khoảng là 300W, trong khi đó nó có thể ăn vào khoảng 170W thôi, mà nó bị giảm điện năng khá là nhiều, mà hiệu năng nó cũng không bị kém nhiều, chứng tỏ là Nvidia đã tối ưu rất tốt cho chiếc 4090 trên laptop như này để phục vụ cho một thân hình mỏng nhẹ mà hiệu năng vẫn phải mạnh mẽ. Tiếp đến với phần mềm Escape, do là thôi thì con 4090 trên laptop này sẽ không thể so sánh được với 4090 trên máy bàn, nên lần này mình sẽ so sánh nó với một con thông số tương tự đi, 4080 trên máy bàn. Thì phần mềm này chủ yếu là các bạn sẽ quan tâm đến trải nghiệm của nó sử dụng nhất đấy. Nên là mình sẽ test cái đó cả chế độ RTX on và chế độ RTX off so với con 4080 lần trước mà mình test xem có người thế nào. Nói chung thì kết quả vẫn là mượt thôi, vì làm gì có chuyện mua laptop 100 triệu mà dùng Escape nó lại không mượt thì buồn cười quá. Nhiều laptop rẻ tiền hơn là mượt nữa mà. Rồi, và phần tốc độ xuất hình thì thôi, chắc là mình cũng sẽ không cần phải test nữa, vì tốc độ xuất hình của nó khá là nhanh rồi. Với Escape mà không nhanh nữa thì chả có phần mềm nào nhanh cả. Tiếp đến với phần mềm Stable Diffusion, là một phần mềm ứng dụng về AI trong thiết kế. Và lần này mình sẽ đem con 4090 đi render với thiết lập mà mình mọi lần mình hay test, đó chính là khổ 800 và 900. Và mình sẽ cho render số lượng khoảng 15 ảnh. Và lần này thì thời gian render của nó tương đương với một con 4070T trên máy bàn, khoảng 91 giây. Theo các bạn thì các bạn có mua chiếc laptop này về để làm AI không? Hay là thôi, AI nói thật thì mình cũng nghĩ là mua máy bàn sẽ hơn. Mua máy bàn tầm này thì cũng phải được một bộ 4090 trên máy bàn rồi. Và tốc độ render thì nhiều này, VRAM còn nhiều này. Đấy. Render này thì có thể không cần VRAM đâu, nhưng mà trên AI thì vẫn cần VRAM đó. Nói chung thì 16GB thì mình thấy cũng đủ để render đấy. Tổng kết lại, qua 5 phần mềm vừa trên, thực ra đây là một bài test khá là vui. Mình sẽ test cho mọi người xem để hiệu năng chênh lệch giữa một chiếc máy bàn và một chiếc laptop khi sử dụng các phần mềm đồ họa nặng như thế nào, để các bạn có thể đưa ra quyết định cho mình là trong công việc thiết kế là chúng ta sẽ sử dụng laptop hay máy bàn một cách hợp lý hơn. Đây có lẽ cũng là tiêu chuẩn rất lâu khi build máy tính rồi, khi anh em tham khảo bất kỳ trên các trang mạng xã hội nào thì mọi người đều sẽ khuyên là mua máy bàn hết. Tuy nhiên thì có một số người vẫn cố mua laptop, cũng có thể là do nhu cầu cá nhân của họ phải di chuyển, hoặc là họ đã có sẵn một chiếc máy bàn mạnh rồi. Nhưng mà ở video hôm nay mình vẫn cố gắng test cho mọi người biết là một con 4090, nói đúng hơn ra là một chiếc máy bàn và một chiếc laptop đắt tiền nhất, nó sẽ hoạt động chênh nhau bao nhiêu phần trăm, và để mọi người có thể đưa ra quyết định chính xác nhất của mình trong việc mua máy hay mua laptop. Còn ý kiến của mọi người về video này như thế nào, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào.